Em xin chào các bác. Em tiếp tục lên video giới thiệu tới các bác một tấm pin gấp gọn công suất 120W tích hợp sạc các bác nhé, của hãng Big Blue. Đây là một cái tấm pin gấp gọn chuyên dùng để anh em hay phải di chuyển. Pin công suất 120W các bác nhé. Đây là lô hàng xuất dư, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, thì các bác để ý là cái tấm pin này nó tích hợp một bộ sạc ở trên tấm pin rồi, nó cho ra khá là nhiều nguồn ra. Anh em có thể sạc trực tiếp cho các cái hệ pin và bên trong thì anh em có thể chỉnh được nhé. Ví dụ như anh em sạc cho khối pin lipo 12,6V này, rồi sạc cho ắc quy 13,8V này, và sạc cho pin sắt 3,2V đây. Và ngoài ra thì nó còn có một số cái đường ra 5 đường USB-C sạc nhanh 5V 3A này. Đấy, ra những cái đường 12V. Đấy, hoặc là ra những cái cổng USB để anh em sạc điện thoại cũng là sạc nhanh luôn. Đây là tấm pin gấp gọn các bác nhé. Đấy. Tấm pin gấp gọn. Nó sẽ gấp thành 3 miếng như thế này các bác nhé. Gấp vào thì nó rất là gọn gàng, nhưng mà khi mà mình dở ra ấy, thì là cái kích thước của nó gần như là gấp đôi hai tấm pin. Đấy, có nghĩa là gấp đôi một tấm pin 100W đấy các bạn. Đấy, nó gần gấp đôi một tấm đấy. Nó khá là dài các bạn. Nó sẽ chia làm 3 miếng này, khi anh em gấp gọn vào thì nó rất là gọn được. Đây các bạn nhé. Rất là gọn. Anh em mà xách đi lại làm việc hoặc là du lịch thì nó cũng rất là tiện. Đây các bạn. Đây là cái hộp điện của nó này. Cũng là cái hộp sạc đấy các bạn. Nó đã có cái bộ chuyển đổi trong. Chuyển đổi ra những cái nguồn điện mà như thông số người ta ghi các bạn nhé. Đây là một số cái phụ kiện đi kèm này. Cái này để ra anh em sạc ắc quy luôn. Sạc ắc quy. Còn những cái đầu này để anh em sạc cho những cái bộ, những cái trạm điện di động ấy. Cái tấm pin này khi mà anh em kết hợp với những trạm điện di động thì nó cực kỳ là hợp lý luôn. Cái này là kẹp ắc quy. Đây, cho khá là nhiều các loại đầu ra anh em cắm cho các thiết bị này. Đây là đều là những cái đầu phổ thông nhất rồi. Đấy. Thì ở trên này các bác nhé, trên này thì nó có những cái cổng ra đây. Thì ở bên phải này, đấy, nó sẽ cho có hai, nó sẽ có một cái cổng sạc điện thoại bằng cổng USB 5V 2,4A sạc nhanh. Tiếp theo là một cái cổng này, nó cho ra cái nguồn điện 5V, 9V, 12V này. Còn đây là cái cổng cổng C các bác nhé. Cổng này là cổng sạc nhanh 60W. USB-C. Còn đây nó chính là cái cổng mà để anh em sạc ắc quy, sạc pin hoặc là sạc cho các trạm điện di động. Đấy. Anh em có thể tùy chỉnh bằng cái nút ở đây. À, ví dụ như là anh em muốn chỉnh nó sẽ báo đèn ở đây, ví dụ như nó báo đèn ở 12,6 ấy thì là anh em sẽ sạc cho các cái khối pin 12,6V. Còn anh em muốn chỉnh lên 14,4 thì sẽ bấm vào nút ở đây. Khi nào nó sẽ báo cái đèn ở 14,4 thì anh em dừng lại. Với việc có cái hộp điện ở đây tích hợp ở đây thì nó quá là tiện luôn. Đấy, thường thường như những cái tấm pin khác ấy thì là anh em muốn sạc cho điện thoại thì mình sẽ phải mua thêm cái bộ sạc, mà có bộ sạc nó hoạt động thì phải có ắc quy nữa, mà cũng không có sạc nhanh như thế này đâu các bác. Đây là những cái bộ sạc nhanh cực kỳ chất lượng luôn. Cái tấm pin này thì nói chung là nó rất cần và rất hữu ích cho những anh em hay phải di chuyển. Còn nếu các bác lắp cố định thì không nhất thiết là phải mua những cái dòng pin này, nhất là như anh em đi du lịch, đi dã ngoại nhiều, đi rừng, đi biển như thế này thì quá là tiện luôn.
rất là đẹp các bác nhé. Đây là hàng pin xuất xứ châu Âu, pin hàng Full Black đẹp lắm các bác. Ngoài tấm này ra thì bên em còn 100W và 50W các bác nhé. Và anh em cần thì có 50W giá rất là rẻ thôi. Cái tấm 50W thì giá của nó 590, nó chỉ ngang với tấm pin bình thường thôi. Rất là gọn gàng. Solar. Đấy, khi mà anh em gấp gọn vào thì nó giống hệt như một cái chiếc cặp sách. Anh em sách đi lại như này rất là dễ. Tất cả thì đồ nó ở trong hết trong này. Anh em có thể để thêm đồ vào trong này hay là mình khóa lại nó như là cái cặp ấy. Đấy, rất là tiện. Cắm điện thoại vào đây sạc luôn. Rắc 5.3 hai đầu để anh em sạc cho chạy những cái đồ điện 12V hoặc anh em sạc cho trạm điện di động, dây cũng rất là to, rất chất lượng các bạn. Còn cái này thì nó sẽ nối ra đây, này nó rút ra được thì anh em có thể cắm vào đây hoặc là cắm vào cái này, cắm vào đây, cắm vào đây thì anh em sẽ kẹp cho ắc quy này, cắm vào đây là mình sẽ ra 5.3. Rất là hay đó. Ngoài những tấm pin này ra thì cái lô hàng này về bên em còn một số những cái dòng pin mà mặt nhựa các bạn, mặt nhựa cao cấp như nhựa polymer á, nó mỏng để anh em có thể dán trên nóc xe hoặc là nóc xà lan tàu thuyền gì đấy, trọng lượng rất là nhẹ. Thì bên em sẽ lên một cái video sau để quay chi tiết cho anh em xem. Còn đây là những tấm pin gấp gọn. Đây là cái hộp đầu cắm rắc quạt và bên này tròn đấy. Bên này là cắm sạc điện thoại đấy. Sạc điện thoại. Ngoài ra thì có thể là dùng nhiều mục đích khác. Cái này của nó thì công suất của nó là bao nhiêu watt đây chú? Công suất của nó là 50W. 50W à? 50W và nhỏ gọn thật đấy. Rất chi là gọn nhẹ. Trước đây cháu mua cái tấm pin 50W nó to lắm, nó còn nặng nữa chứ. Cái này thì người ta thiết kế nó khá là ưu việt bởi vì là nó thiết kế thành từng tấm xong nó gập vào rất chi là gọn nhẹ. Đây, đây là đấy. Là nhà máy người ta thiết kế đúng để rồi. Gập lại nhìn nó nhỏ gọn thôi, chứ còn thực ra là như này là mình khi mình dở ra như này là nó to đấy. Có 4 tấm đấy chứ không phải đấy đâu, mỗi tấm là. Ủa thế này thì nó còn to hơn cả cái tấm pin kia của cháu đấy. Đấy, công suất là 50W. Pin đẹp nhỉ chú nhỉ? Pin này đẹp, bền bỉ. Cái này là khi mình gập vào mình có thể là va đập được, có chung là cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Đấy, có thể là mình cái này có ném đi cũng chả vỡ được. Không, nó khi đóng vào như này đi mình có thể là rất thoải mái mà rất tiện lợi. Có thể là cứ ném trên cốp xe là xong. Nhưng mà nó là một tấm pin mặt trời đấy các bác nhé. Nhưng mà nó là một tấm pin mặt trời, công suất 100W. Đấy. Là một tấm pin mặt trời gấp gọn. Đây là một tấm pin. Đấy, hàng xuất châu Âu các bác nhé. Pin rất là đẹp luôn. Đấy, gấp gọn như thế này. Cực kỳ là tiện. Rất là gọn nhẹ các bác nhé. Thay vì các bác cầm cả một tấm pin năng lượng mặt trời truyền thống khung nhôm rất là nặng. Đấy, thì đây gấp gọn thành như một cái cặp này. Khi anh em để lên xe như này nó sẽ không bị chiếm diện tích các bạn. Đây, rất là gọn. Thì sau đây em sẽ